Em xin chào quý cô chú anh chị và mọi người đang xem video. Nay em sẽ chia sẻ cho mọi người một điểm câu cá tự nhiên, câu cá rô phi nha mọi người. Ở đây cá lóc cũng được. Mời mọi người theo chân em nha. Em sẽ chia sẻ từ đầu đến cuối đoạn đường đi luôn. Để cho những người họ chưa biết á, họ khỏi phải tìm đường mệt. Đi vô đường này nha mọi người. Thank you.
Ở đây nước sâu lắm nha mọi người. Hồ này là hồ tự nhiên chứ không phải ha, rẫy đồ gì của người ta đâu. Câu rô phi rồi chơi vui được hết nha cả nhà. Cá cũng to lắm, rô phi cũng có, cá lóc cũng có. Cái hồ này tự nhiên nó lâu lắm rồi chứ không có ai thả cá thả đồ gì đâu mọi người. Cá nó tự tự sinh sản rồi, tự phát triển. Nói chung ở đây rô phi to, cá mè gì cũng to lắm. Tiếp tục đi vào trong, còn mấy cái hồ trong nữa mọi người ơi. Tiếp tục vào trong, còn một số hồ trong nữa. Đây ngồi câu mấy chỗ này cũng đẹp này, 2-3 mét nước. Đây này mọi người, cái lỗ này cũng có nhiều người ngồi nè. Đây có bị mồi rồi quá trời này. Một câu 3-4 bị nè, lắm hộp một chiều nữa kìa. Đây mồi rô, chỗ này người ta ngồi láng luôn, ngồi láng ốm luôn. Mấy góc này đẹp sâu nữa chứ, nhìn cái màu này chắc cũng tầm 2-3 mét nước. Nếu mà đến cần 39-36 cỡ tầm đó, chứ còn ra ngoài chắc sâu lắm cả nha. Rộng lắm, hồ rộng khá chứ. Bên kia ngồi buổi chiều cũng mát, cũng có đường đi vô tới chỗ luôn kìa. Rồi đi vô trong còn mấy cái hồ nữa mọi người, còn nhiều lắm. Bên này cũng có một cái nè mọi người. Ở đây mà rê cá lóc thì chắc là hơi bị ngon luôn á, có cỏ nhiều.
tiếp tục đi vào một tí nữa, còn cũng còn hồ nữa cả nhà. Bên kia cái hồ bên kia rộng. Ồ, có hồ đã chưa này. À bên kia có đường kìa mọi người. Ồ, có cái dù bên kia. Dù câu cá có đuôi gì bên kia. À dù câu cá cả nhà ơi. Để chạy qua bên đó coi thử xem sao. Lắm. Cá nó ở đây thì chỉ có câu thôi chứ đâu có chích đồ gì bắt được nó đâu, khó. Ở đây lầu kiện đôi tắc cũng con chứ anh ơi. Ừ, đây lầu kiện trầm lùng cái con. Anh đẹp chứ. Rốt phí để tổ nguyên này. Bắt được con cái bàn tay trọng. Cá à. Mập, cái dùng cá mập. Thức ăn phù vụ con nhiều quá mà. Có không? Đi dòng dao dao quay.
phán đoán. Mấy chỗ cấu con chỗ ngồi đẹp đẹp không này. Dài hồ dài ghê. Toàn là điểm cấu không. Chỗ này không có ai mới ngồi này. Sốc. Một tay bên luôn trốn được rồi, tôi chết. Rồi đi luôn rồi. Giờ để chạy vô trong này tí nữa thử xem còn cái hũ nào không nha mọi người. Ở ngoài kia cũng còn 3-4 cái nữa. Để lát nữa mình đi ra lại mình quay cho mọi người cùng xem. Cái đường nhỏ nhỏ này nè là cái đường ngay cầu Đèo Cậu mà mình đi vô cái nghĩa trang sinh thái á. Còn cái đường trên là đường hồi nãy mình đi vào nha mọi người. Đây rồi, còn cái đường này là mình hãy tới ngã ba rồi mình đi xuống ngay bắt đầu giờ mình chạy tiếp vô trong này cũng thôi. Ở đây cũng có một cái hồ nữa nè mọi người. Cái này chắc nhỏ à. Nhỏ thôi để lướt qua luôn cả nhà. Trong này nhiều hồ chứ nó nằm tùm lum cả la hết. Ở đây thì có cái suối nhỏ nhỏ này, suối này chắc cắm câu cá lăng chắc cũng được này. Vô thêm cỡ 400-500 mét nữa thử xem còn cái hồ nào không nha mọi người. Nếu không có thì mình quay ra lại mình quay mấy cái hồ ngoài kia cho mọi người cùng xem. Ở trong kia hết hồ rồi mọi người. Bây giờ chạy ngược ra lại nghĩa trang sinh thái, ngoài đó có mấy cái hồ nữa cả nhà ơi. Cái đường này chạy thẳng ra nghĩa trang sinh thái được luôn nha mọi người. Đây cũng có mấy cái hồ nè.
Đây là cái cổng vô nghĩa trang sinh thái nha mọi người. Đây, đây là cái cổng vô nghĩa trang sinh thái nè. Bên này là có cái chuồng bò này. Tới đây chút xíu là sẽ có một cái đường mòn. Theo cái đường đó mình đi xuống là tới hồ luôn cả nha. Đây, cái đường mòn này đây. Đó 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 đó, cái hồ dưới kìa mọi người. Hồ rộng. Câu phi được, câu tay thì được nha mọi người, chứ hồ này chắc mình nghĩ là không có thả lưới rồi được đâu. Câu tay cũng cần câu thì được thoải mái. Ồ, 3 cái luôn, quá trời đẹp, nước sâu nữa chứ. Qua bên này có chỗ không? Rộng quá trời luôn. Ồ, không có chỗ, một cái chỗ. À, có cái bờ bên kia rồi. Bờ bên kia được à. Bờ bên kia thì ngồi được hết luôn, có xe chạy tới chỗ luôn kìa mọi người. Xe máy chạy tới chỗ luôn nè. Rồi. Xe để đây thì đây cũng có một cái đường mòn, xe máy chạy được nha cả nhà. Hồ này trời, chỗ này câu rô phi đi bài luôn. Đấy, đường này chạy xe tốt, qua này thì chỗ ngồi nhiều. Đấy, chỗ ngồi quá trời luôn. Điểm cầu rô quá đẹp luôn cả nhà. Em cũng xin chúc mọi người câu cá được nhiều nhiều cá nha cả nhà. Em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi và xem video của em. Chúc mọi người luôn bình an, sức khỏe, dồi dào, hạnh phúc trong cuộc sống cả nhà ơi. Mọi người đang xem video thì tiện tay cho em xin nút like hay đăng ký chia sẻ giúp em với ạ. Kênh còn nhỏ quá. Nay em giới thiệu cái điểm câu ở khu vực đèo cậu. Rồi tiếp theo video sau em sẽ đi những chỗ khác, những điểm câu khác nữa mọi người. Tại vì câu cá thì nó cũng nhiều chỗ, nhiều nơi, cũng có người biết chỗ này, biết chỗ kia. Thì em muốn quay lại những cái chỗ, những cái điểm câu để cho mọi người biết. Những cái người chưa biết thì họ biết thôi, còn người biết rồi thì thôi. Em không dám chỉ.
Điểm này câu quá đẹp luôn, thực sự nó quá đẹp, rộng lắm mọi người. Ui, cao ra bị lòa luôn rồi. À, cũng có người ngồi câu ở đây nè mọi người. Này gì đây, rồi cũng mồi rô luôn này. Bên kia cũng còn cá hô nữa kìa mọi người, bên xa kìa. Chúc mọi người trống mắm thành công nha cả nhà. Bye bye mọi người.